Những ngày qua, báo chí UAE đồng loạt đưa tin về việc huấn luyện viên trưởng Marcelo Scola sẽ từ chức cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển U23 sang dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Theo thông tin từ tờ Al Ittihad, Liên đoàn bóng đá UAE sẽ bắt đầu xem xét hồ sơ của các ứng viên cho chức ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, và huấn luyện viên Scola là một trong số đó. Sau khi ông Bert van Marwijk bị sa thải, vị thuyền trưởng của đội tuyển UAE vẫn đang được bổ trống. Tuy nhiên, những động thái tìm kiếm huấn luyện viên trưởng của Liên đoàn bóng đá UAE lại được cho là đã gây ra những ảnh hưởng không tốt đến quá trình chuẩn bị cho đội tuyển U23 nước này tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020. Giải đấu sẽ diễn ra ở Thái Lan bắt đầu từ ngày 8 tháng 1 tới, đặc biệt khi mục tiêu của U23 UAE tại giải đấu này là lọt vào top 3 đội mạnh nhất nhằm có được tấm vé tham dự Olympic 2020. Một sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện trong thời điểm giải đấu chỉ còn 3 tuần nữa là khởi tranh chắc chắn sẽ gây ít nhiều tác động tâm lý tới các cầu thủ trẻ. Trong khi đó, tờ Emiratolium lại có quan điểm khác khi cho rằng U23 châu Á 2020 chính là thử thách mà huấn luyện viên Scola phải vượt qua nếu muốn đảm nhiệm cương vị thuyền trưởng của đội tuyển quốc gia UAE. Tờ báo này khẳng định ông Scola chắc chắn vẫn sẽ dẫn dắt U23 UAE cho đến hết tháng 1 tới, và thành tích ở giải đấu tại Thái Lan sẽ quyết định đến tương lai của chiến lược gia người Ba Lan. Scola là một nhà cầm quân 47 tuổi đến từ Ba Lan. Ông từng có thời gian dẫn dắt U21 Ba Lan và làm trợ lý đội tuyển quốc gia nước này. Huấn luyện viên Scola là người có nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo trẻ, và điều này rất phù hợp với chiến lược phát triển của bóng đá UAE. Nếu bổ nhiệm huấn luyện viên Scola, các tài năng trẻ của bóng đá UAE chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện mình trong màu áo đội tuyển. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2020, UAE nằm ở bảng D cùng U23 Việt Nam, Jordan và Triều Tiên. Trận đấu đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Scola chính là cuộc đối đầu với U23 Việt Nam vào ngày 10 tháng 1. Một đối thủ khác của Việt Nam tại bảng đấu này là Jordan, đang có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng. Họ đã hội quân tập luyện dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Ahmed Abel Khader trong danh sách sơ bộ 26 cầu thủ đội bóng Tây Á. Đáng chú ý nhất phải kể tới hai ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu cho câu lạc bộ APOEL của đảo Síp, đó là Moussa Antamari và Omar Hani. Tuy mới 22 tuổi, nhưng Moussa Antamari đã và đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia Jordan. Anh chuyển tới APOEL thi đấu vào tháng 5 năm 2018 với một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Ngay mùa giải đầu tiên, tiền vệ Jordan đã cùng câu lạc bộ này vô địch giải quốc gia đảo Síp và trở thành một trong những cầu thủ hay nhất của giải đấu này. Trong khi đó, Omar Hani mới chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ này vào đầu mùa giải năm nay. Tiền vệ 20 tuổi này là một trong những sao mai của bóng đá Jordan và hứa hẹn sẽ bức tiếp đàn anh Moussa Antamari thành công khi thi đấu ở châu Âu. Đây sẽ là hai cầu thủ mà U23 Việt Nam phải hết sức đề phòng ở giải đấu sắp tới.